Hùng Vương là cách gọi dành cho các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt. Theo truyền thuyết, Hùng Vương Thứ Y là con trai của Lạc Long Quân, lên ngôi vào năm 2879 trước Công nguyên, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước làm 15 bộ, truyền đời đến năm 258 trước Công nguyên thì bị thục phán An Dương Vương chiếm mất nước. Truyền thuyết về Hùng Vương được ghi chép lại lần đầu tiên vào cuối đời Trần tại Hồng Bàng Thị Truyện trong sách Lĩnh Nam Trích Quái, sau đó được sử gia Ngô Sĩ Liên đưa vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ở cuối thế kỷ 15. Con của Lạc Long Quân là Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước ra làm 15 bộ là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức đóng đô ở bộ Văn Lang, Phong Châu. Lãnh thổ của nước Văn Lang được xác định ở khu vực đồng bằng sông Hồng, phía đông bắc giáp với Âu Việt, phía tây bắc thuộc các tỉnh miền Bắc Việt Nam và một phần đất tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày nay, phía đông giáp với Biển Đông, phía tây tiếp giáp và chạy dọc theo dãy núi Hoàng Liên Sơn thuộc Lào Cai, Sơn La ngày nay phía nam giáp Hồ Tôn Tinh hay Hồ Tôn, một quốc gia Champa cổ. Dân số của Văn Lang khoảng 40-50 vạn người, chủ yếu phân bố ở khu vực Trung Du, Hạ Du sông Hồng và sông Mã. Hùng Vương sai các em trai phân chỉ, đặt em thứ làm tướng võ, tướng văn. Tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương, quan hữu ti gọi là Bố Chính.